Vào 0 giờ ngày mai 24 tháng 7 thì thí sinh sẽ biết điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Do những điều chỉnh trong tuyển sinh, thí sinh cần đặc biệt lưu ý thực hiện đăng ký nguyện vọng xét tuyển, nộp lệ phí xét tuyển và xác nhận nhập học đúng quy trình và thời gian quy định. Sau khi có kết quả thi thì thí sinh sẽ dựa trên điểm thi và nguyện vọng sở thích, năng lực của mình để đăng ký xét tuyển vào các ngành trường đại học. Các em có gần 1 tháng đến 17 giờ ngày 20 tháng 8 để nâng lên, đặt xuống và cân nhắc các nguyện vọng xét tuyển đại học thí sinh sử dụng tài khoản đã được cấp để xử lý thông tin của mình trên hệ thống. Các em được đăng ký không giới hạn số lượng nguyện vọng, được điều chỉnh bổ sung nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần trong thời gian quy định. Các nguyện vọng phải được sắp xếp theo thứ tự từ 1 cho đến hết, trong đó thì nguyện vọng 1 là ưu tiên cao nhất. Hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xử lý lọc ảo để mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển một nguyện vọng cao nhất trong số các nguyện vọng đã đăng ký khi đảm bảo điều kiện trúng tuyển. Bộ Giáo dục và Đào tạo đặc biệt lưu ý thí sinh đã hoàn thành việc dự tuyển vào các cơ sở đào tạo theo kế hoạch xét tuyển sớm của các trường. Nếu như đủ điều kiện trúng tuyển cũng phải đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống lọc ảo này để được xét tuyển theo quy định. Từ ngày 21 tháng 8 đến ngày 17 đến 17 giờ ngày 28 tháng 8, thí sinh phải xác nhận số lượng thứ tự nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống, đồng thời nộp lệ phí xét tuyển theo số lượng nguyện vọng xét tuyển bằng hình thức trực tuyến.